Dương Xương Địch Đại Nhật Ba và Đoạt Nam Thần Mỹ Nữ Hoa Ngự đã bắt nụ hôn đầu trên màn ảnh vào tay ai? Khi đóng phim, các nam thần mỹ nữ của màn ảnh Hoa Ngự cũng phải thực hiện những cảnh hôn để giúp bộ phim hấp dẫn hơn. Trong các bộ phim Hoa Ngự, nụ hôn của các nhân vật luôn đóng một vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy mạch phim. Xem nhiều cảnh hôn là vậy, thế nhưng không phải khán giả nào cũng biết thần tượng của mình đã mất nụ hôn đầu trên màn ảnh vào tay ai đâu nhé. Dương Dương Mã Tư Thuần. Khi tham gia vào bộ phim Tay Trái, Dương Dương vẫn là một mỹ nam non nớt. Đáng tiếc thay, anh chàng đã đụng phải bad girl Mã Tư Thuần và mất luôn nụ hôn đầu trên màn ảnh. Có vẻ như Mã Tư Thuần đã trở thành tình địch của vô số fan girl khi cướp đi nụ hôn đầu của hàng loạt nam thần. Địch Đại Nhật Ba Cao Vĩ Quang. Người cướp mất nụ hôn đầu của Địch Đại Nhật Ba chính là mỹ nam được cho là xứng đôi với cô nàng Cao Vĩ Quang, không phải Trầm Thượng Thư. Mới là bộ phim khiến nàng mỹ nữ Tân Cương mất nụ hôn đầu và môi bạn diễn nam. Cặp đôi này quả nhân rất có duyên, bảo sao khán giả lại ship nhiệt tình tới vậy. Nữ Hạo Nhiên Đàm Tùng Vận. Điều tuyệt vời nhất của chúng ta là bộ phim đã giúp Nữ Hạo Nhiên và Đàm Tùng Vận trở thành những nam nữ thần thanh xuân của showbiz. Thế nhưng chắc chắn nhiều khán giả sẽ bất ngờ khi biết rằng Đàm Tùng Vận chính là người đã cướp mất nụ hôn đầu tiên màn ảnh của cậu bạn học. Phân đoạn Cảnh Cảnh và Du Hoài trao cho nhau nụ hôn ở tập cuối phim đã để lại ấn tượng mạnh trong lòng khán giả. Dịch Dương Thiên Tỷ cho Đông Vũ. Nếu fan nghĩ Dịch Dương Thiên Tỷ vẫn còn là cậu bé năm nào thì chắc chắn là nhầm rồi nhé. Trên thực tế, anh chàng đã có nụ hôn đầu trên màn ảnh năm 19 tuổi. Người đẹp may mắn còn được nụ hôn đầu của Dịch Dương Thiên Tỷ không ai khác chính là Cha Đông Vũ trong Em Của Thời Niên Thiếu. Bộ phim này cũng đã giúp Thiên Tỷ và đàn chị gặt hái vô số thành công và danh tiếng trong sự nghiệp. Bạch Kính Đình Mã Tư Thuần. Bạch Kính Đình đã tham gia đóng phim từ lâu, tuy nhiên nhiều khán giả chắc hẳn sẽ thấy bất ngờ khi biết rằng anh chàng chỉ mới vừa mất nụ hôn đầu trong năm 2021. Mỹ nhân đã cướp mất nụ hôn đầu của Bạch Kính Đình không ai khác chính là Mã Tư Thuần. Trong năm 2021 vừa qua, Mã Tư Thuần và Bạch Kính Đình đã hợp tác trong bộ phim Em Là Thành Trì Doanh Lũy Của Anh. Triệu Kim Mạch đã trao nụ hôn đầu trên màn ảnh của mình cho đàn anh khi hợp tác chung trong bộ phim Khai Đoàn mới đây. Tuy vấp phải nhiều tranh cãi nhưng nhìn chung, thành tích của bộ phim rất ổn. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!